Sau bao ngày báo ông chồng tôi á, thì bữa nay để tôi bù đắp cho ông một bữa nè. Nói không báo vậy thôi chứ sáng là ông dắt xe kiểm tra cho tôi đi chợ rồi. Tiền á với chìa khóa chồng tôi cũng soạn sẵn rồi nè. Từ lúc có bầu tới giờ tôi ít khi nào giữ tiền trong người lắm. Tại lúc nào á tôi cũng đi chung với ổng hết trơn. Rồi đi chợ á thì ổng cũng đi, vậy thì mình giữ tiền chi cho mệt vậy. Bữa nay á mình mua rau càng cua về trộn gỏi nè. Có bà nào ăn cái món này chưa? Ăn rau càng cua á tốt cho sức khỏe lắm lắm mấy bà. Ở dưới quê á mình đi ra ngoài sao á là đầy luôn. Lên đây á thì chạy vòng vòng một hồi mới kiếm được. Mua thêm ít thịt gà với cánh gà nữa. Tại bữa nay tôi tính làm gà chiên nước mắm nữa đó. Nhà cũng hết gạo mất tiêu rồi, tôi nay dậy thêm 5kg nữa. Đi ra đường xong mới nhớ là sáng giờ tôi chưa uống một ngụm nước nào luôn. Tấp vô mua nước á mà trời nắng quá, anh ta cho mượn cây dù. Chưa biết ngon dở hơn sao nhưng mà vậy là 10 điểm phục vụ nha. Chồng tôi á thì đang dỗ con rồi, để thôi tôi tha đồ vô mình nên vậy. Mới 8 giờ mấy ra đường mà tôi tưởng tượng đâu 12 giờ trưa hồi trước á. Bữa giờ mưa cũng được mấy đợt rồi. Mà mưa á thôi, ta mưa lớn lớn đi. Mưa có chút xíu rồi nghĩ nó còn nực hơn nữa. Lâu lâu á được đi chợ một bữa vui quá, cái dài kể líu lo cho chồng nghe hết. Sáng đi á thì tôi mua ổ bánh mì xíu mại cho tôi. Với thêm một hộp bún heo quay chợ ổng nữa. Ông chồng tôi á là ổng thích ăn heo quay dữ dằn, mà đặc biệt nhất là thích ăn cái da nha. Ổng nói á phải chi có ai bán cái da heo quay không á, cho ổng mua ổng ăn cho nó đã. Em công chúa thì đang nằm chơi mình nên cho ba mẹ ăn, để em nằm mình nên vậy thì cũng tội nghiệp, xong mình cũng bên đây ea chơi. Đồ bộ của tôi ở nhà cũ hết rồi mà cũng có mấy bộ à. Chồng mình nói chở mình với em công chúa đi mua mấy lần rồi, nhưng mà em còn nhỏ thì đi với mẹ làm gì, để mình đi chợ tự mua cho rồi. Chồng mình cũng hay kêu mình mua quần áo nè hay là mỹ phẩm xài á, mà giờ mình ít ra ngoài lắm, tính mình cũng hay tiết kiệm nữa. Mấy bà đừng có la tôi là chồng cho thì xài đi nha. Thật ra là mình muốn mua gì dùng gì thì chồng mình không có cản đâu, nhưng mà mình tự ý thức được là cái nào cần cái nào chưa cần, chứ của chồng là công vợ mà, đúng không mấy bà? Nãy giờ mấy bà để ý dụ gì không? Tôi nói tôi làm mà nãy giờ ổng làm không đó. Rau càng cua này rửa cũng khá là cực, mà còn thêm trộn gỏi là phải rửa 7x7 49 lần nước, ngâm nước muối rồi xả thêm mấy lần nữa nha. Thịt gà này là mình luộc trước nè, bỏ miếng muối thôi, sau một hồi mình xé ra để mình trộn gỏi. Cánh gà tôi cũng ướp xương một miếng muối à, rồi cái hồi mình chiên giòn cái mình làm sốt sao. Bữa nay biết sao tôi xiên vào bếp không? Tại bữa nay tôi lượm được bí kíp đó mấy bà. Tôi mới mua cái chai sốt trộn gỏi này nè, mà xong mua về tôi mới phát hiện ra một chuyện. Ngoài trộn gỏi hoặc là nộm, mình có thể dùng cái chai này nè làm mấy món rim nước mắm hay là nước mắm chua ngọt luôn. Tôi mua để trong tủ lạnh 3 chai xài dần. Chai này là của nhà Mai Liên Food, mấy bà thấy nó sệt sệt mà nhiều tỏi ớt ha. Cánh gà nãy chiên xong rồi, giờ tôi làm sốt nè. Rồi cho một miếng sốt chai trộn gỏi này vô, thêm một miếng tương ớt với một miếng nước mắm, tại vì cái chai này chính là người ta trộn gỏi. Làm món gà chiên nước mắm thì thêm miếng gia vị như mình nè. Rồi mấy bà hồi nãy là để sốt thiệt là kẹo lại, rồi mới bỏ gà vô nghe tròn. Rồi tới đây mới là công dụng chính của cái chai người ta nè. Mấy bà không còn phải đổ canh sao cho vừa đâu, kiểu mình đổ từ từ, mình thấy chưa thấm thì mình để thêm miếng thôi. Tính ra bây giờ có mấy loại sốt này tiện lợi ha mấy bà, khỏi phần băm ớt băm tỏi rồi sợ niêm không ngon nữa. Rồi mấy bà nghĩ là cái chai sốt này tôi chỉ làm được 2 món thôi đó hả? Tôi bỏ thêm miếng nước mắm là thành cái chén nước chấm rồi. Cái sốt này vị chua ngọt rất là vừa ăn, cũng tiện lợi mà dễ sử dụng nữa. Nhiều khi nhà có ăn trái dưa leo thôi, mấy bà lấy cái sốt này ra mấy bà trộn là cũng được món rồi đó. Gỏi rau càng cua này mấy bà thử làm như tôi đi. Hồi nãy tôi có bỏ thêm hành phi với đậu phộng á cho nó thơm cái gỏi của mình. Tôi là tôi phái trang cái sốt gà này lắm nè. Vậy là bữa nay tôi đã hoàn thành cho chồng một bữa ăn 10 điểm.